Sáng mùng 5 tháng 7, ông Đào Danh Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bài Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, xác nhận thông tin trên địa bàn xảy ra vụ việc người bố dùng dao sát hại con gái 17 tuổi và bạn trai của con, rồi uống thuốc trừ sâu tự tử. Theo ông Hà, sự việc xảy ra vào 22 giờ 30 phút ngày mùng 4 tháng 7. Vào thời gian trên, do có mâu thuẫn từ trước, ông Lê Đình Ngọc, 42 tuổi, trú xóm 2 xã Bài Sơn, đã dùng dao đâm con gái là LTN, sinh năm 2005, và bạn trai của con gái là HQA, sinh năm 2003. Phát hiện sự việc, mọi người đưa hai nạn nhân đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên cả hai đã tử vong ngay sau đó. Sau khi đâm con gái và bạn trai của con, người này về uống thuốc sâu tự tử nhưng không chết. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.